Xin chào anh em đã quay trở lại với Gacom. Và anh em có ai biết đến hãng Porsche không? Chắc chắn là anh em phải biết rồi đúng không? Một hãng xe ô tô nổi tiếng với những siêu xe của họ, những siêu xe siêu to khổng lồ, siêu xịn, bao nhiêu tiền, cách kiểu luôn. Nhưng các bạn đã bao giờ nghe tới đó chính là màn hình Porsche chưa? Hôm nay trên tay mình đây, đó chính là một chiếc màn hình đến từ Porsche Design. Chính xác hơn là một sự collab giữa AOC và Porsche. Đây là hãng Argon nhé, tức là một nhánh nhỏ của AOC kết hợp với cả Porsche Design để ra chiếc màn hình này. Và hãy cùng xem em nó build như nào nha. Cái sự collab này đã từng xảy ra rồi, đó chính là khoảng tầm 1 năm hay 2 năm trước ấy, thì AOC và Porsche Design cũng collab để ra một chiếc màn hình, đó chính là chiếc PD27. Và em đấy thì cũng có một thiết kế khá là xịn sò, màn hình cong này, xong rồi có cái design hơi được miêu tả giống như là cái cage ở trong cái xe đua ấy, cái cage mà để cho tạo cái độ cứng của cái xe đua để lật mà không bị móp xe, kiểu như vậy đấy. Nhưng mà năm nay thì sẽ là phiên bản PD27S, khác hơn một chút, thêm một chữ sờ. Hãy cùng xem nó có cái gì nhá. Về cái packaging hiểu không? Thực sự là mình cảm thấy nó rất là xịn và rất là cứng cáp. Bây giờ thì cùng mình đổ nó ra xem nào. Rồi, xuống này. Wow. Sợ thế nhở. Cái này xong rồi làm sao? Đang có một khối lấy ra rồi đổ ra. Khó nhờ, thế lấy ra kiểu gì? Đẩy từ đằng sau này ra. Ủa, chú cha mổ má ơi, to thực sự. Ủa, và có vẻ như là em này là nguyên khối anh em ạ. Tức là nó không bắt anh em phải lắp. À đâu, có phải lắp đặt không nhỉ? Chắc là có chứ, chứ làm gì có chuyện. Rồi, hướng dẫn sử dụng này. Hãy gỡ binding strap ra. À, phải là cầm vào cái cục này xong rồi giật ra. Mình cứ tưởng là cái này chỉ là cái cục thôi. Thế là phải cầm cái mảnh này xong rồi kéo ra một chút để có thể lấy ra. Sau đấy thì gỡ cái đấy, lấy chân và bỏ màn hình. Ok, ok luôn. Đông quá ý này. Bây giờ cái dây này đúng không? Bảo là mình gỡ ra này. Rồi, gỡ ra được cái binding strap rồi anh em ạ. Dài phết. Tiếp theo nó sẽ có một cái hộp Porsche Design. Hộp này hộp chắc hộp phụ kiện, để mình mở ra xem có gì. Trong cái hộp này chúng ta sẽ có một cục nguồn siêu to khổng lồ. Em này là adapter 120W anh em ạ. Em này là adapter 120W anh em nhá. Và đầu sẽ là đầu tròn, tức là đầy 6-7 thì không biết nữa. Đầu khá là to đấy. Nói chung là một cái đầu rất to, siêu to khổng lồ như này. Và nó sẽ có một cái tấm đệm ở trên cái phần adapter này để đảm bảo anh em vứt xuống đất thì nó sẽ không bị xước cái tấm adapter. Nói chung là một sản phẩm xịn thì nó phải như vậy rồi. Đuôi thì là cái đuôi ba chấu anh em nhá, không phải nồi cơm nhá. Ba chấu này là nồi cá. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ có một dây HDMI và một dây DisplayPort xịn sò văn con bò, được đóng rất đầy đủ. Ngoài ra chúng ta sẽ có một số giấy tờ này, AOC Warranty này, Porsche Design Information này. Và cuối cùng một cái thứ nhỏ nhỏ chỗ này nữa là một cái USB. Và không biết cái USB này để làm gì. Một cái USB thì nữa xem là có gọi là có virus vi trùng như thế nào không nhá. Đấy, một cái USB lấy ra nào. Wow, USB có chữ Porsche Design xịn đấy. Và cuối cùng là một cái dây nguồn. Thế rồi. Đấy, một cái dây nguồn cho này. Thế thôi. Hộp phụ kiện chỉ có như vậy thôi anh em ạ. Rồi, thế thì ngoài phụ kiện ra, chúng ta có phải đóng màn hay không? Hãy cùng kiểm tra xem nhá. Cùng xem là có phải gọi là đóng mở màn không nào. Rồi, gỡ nào. Chúng ta sẽ có một cái tấm đỡ ở đây này. Một tấm này. Xong rồi chúng ta sẽ có cái chân. Vậy tức là chân nguyên khối anh em ạ. Chân là nguyên một cục riêng của nó. Và chúng ta sẽ gỡ nguyên cái chân ra thôi. Thì nữa mình sẽ mở ra. Và cuối văn cùng sẽ là tấm nền. Ok. Vậy là tấm nền đã lộ diện rồi. Bây giờ thì mình hãy cùng bỏ chân ra rồi gắn tấm nền vào nhá. Công nhận là cái này là nó đang để nguyên khối cái chân. Thành ra là cái packaging cái to quá. Chứ bình thường các hãng khác ấy là họ sẽ tiết kiệm tiền đóng gói. Và họ sẽ để nguyên cái chân đấy. Tức là tách ra từng phần chân rồi họ xếp ngang ra. Cái này thì tùy vào anh em thôi. Anh em thích thì thích. Còn mình thì thấy mình phải mở hộp này hơi không thích lắm. Đấy là cái điểm mà mình không thích lắm một chút thôi. Rồi, mở chân ra. Là chúng ta sẽ được một chiếc chân. Damn. Anh em nhìn này. Chân. Đây, chân đây. Wow. Nặng trịch luôn anh em ạ. Nặng lắm. Nặng kinh khủng khiếp luôn. Và em chân này thì có vẻ như là nguyên khối kim loại đây. Này. Anh em nghe. Nguyên khối kim loại luôn nhá. Bên trên này thì là có một chút nhựa, nhưng mà có vẻ cái phần nhựa đấy chỉ để giữ, đó chính là cái phần lên xuống thôi. Đó, lên xuống ngập ngừng này. Và có thể xoay trái phải được. Nhưng mà phần chân này căng phết đấy chứ.
Và theo như mình biết ý, thì cái phần design này, cái phần khối này được lấy cảm hứng từ chiếc vô lăng của Porsche. Và thực sự mình thấy khá là đẹp. Em này thì sẽ có cái màu kiểu gray, nhìn trông hoành tráng, đẹp đẽ phết. Nhưng bây giờ hãy cùng gắn vào tấm nền của nó nhá. Rồi, gắn tấm nền là đơn giản, đừng có giả thôi. Em tấm nền thì này thì có vê sa, vê xiển đầy đủ luôn. Và mình cực thích cái vê sa nhá, anh em nhìn này. Đây, đây, đây nhìn này, em nhìn nhá. Cái vê sa này, đấy. Anh em nhìn rõ chưa? Rồi, cái vê sa này, nó to lắm, nó rất là to luôn. Anh em phải hiểu, anh em nhìn được cái màn nào LG đấy, mà LG VESA nó bé tí luôn ấy. Xong rồi anh Kiên, nếu anh em từng nhớ, anh Kiên từng phải dùng cái cưa để cưa bớt cái phần nhựa ấy đi mới gắn được cái VESA vào. Và cái VESA nhà này thì mình chấm điểm 10 nhá. Bây giờ thì gắn chân vào nèo. Xong. Thế là hết chuyến. Chiếc màn của chúng ta đã lộ diện rồi, đã hoàn thiện rồi. Rồi, vậy thì trước khi mà mình cắm cái này lên thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một chút về cái màn này nhá. Cái màn này nó sẽ là một chiếc màn hình Argon by AOC Porsche Design giá chiếc PD27S này. Nó còn một cái phiên bản cao cấp hơn nữa, đó chính là chiếc PD32AZ ABCR gì đấy. Nhưng mà em đó thì cực kỳ là đắt luôn. Và nó sử dụng tấm nền mini LED. Anh em biết mini LED rồi đấy, nó là cái tấm nền nằm trong của một chiếc iPad Pro ấy. Thì cái đấy nó khá là đắt và mức giá khá là cao. Thế nên là AOC và Porsche Design đã ra một chiếc màn hình PD27S này với mức giá thấp hơn một chút, khoảng tầm chỉ 10 triệu thôi, để chúng ta có thể tận hưởng được Porsche mà không cần phải tiêu quá nhiều tiền. Em này thì là tấm nền IPS thôi nhá, và nó sẽ có độ phân giải là 2K, tần số quét 170Hz, khá là giống với cả chiếc màn hình AOC League of Legends đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có cả đèn RGB đằng sau này. Đây, khu vực này này. Đấy, đằng này sẽ có đèn RGB này. Và cổng kết nối thì nhiều vô cùng vô kể luôn. Chân đế của em này siêu cứng, siêu dày, nâng lên hạ xuống chả có vấn đề gì cả. Còn xoay được cả dọc nữa, mà anh em không cần bao giờ phải lo lắng. Chiếc màn hình này thì sẽ không sử dụng bất kỳ những cái nút thứ nguyên bản gì cả, những cái thứ gọi là ngày xưa gì cả, mà dùng núm hết anh em nhé. Đây, joystick này, điều hướng đầy đủ này. Và cổng kết nối này thì cực kỳ là nhiều luôn. Đây là mic này, DisplayPort 1, DisplayPort 2 này, HDMI 1, HDMI 2 này, nguồn này. Tiếp theo bên này chúng ta sẽ có này, tai nghe này, mic này, 4 cổng USB và 1 cổng USB upstream lên, xịn sò vô cùng. Và theo như mình nhớ, tại sao nó đâu mất rồi nhỉ? À, em này thì không có USB-C nhá. Để thì mình xem có USB-C không? Sao hôm trước vừa đọc thế đâu có thể USB-C nhỉ? Liệu rằng bên hông không? Có không? Câu trả lời là khờ ông không nha anh em ơi, không có USB-C nhá. Nhưng mà tốc độ USB đây thì cao vô cùng luôn, cao vô kể luôn anh em ạ. Đó, nói chung là chúng ta cũng có rất là nhiều cổng kết nối để chúng ta có thể lựa chọn. Và em này thì thực sự là một tấm nền xịn và dày, cứng cáp, chắc chắn, không có gì để chê cả. Bây giờ thì hãy bật nó lên và xem nó như nào nhá. Rồi, chiếc màn hình đã lên rồi anh em ạ. Và em Porsche Design này thì phải công nhận là khá là xịn này. Đây là PD27S anh em nhá. Chiếc màn hình này sẽ, như mình đã nói là cái tần số quét, cái thông số của nó ra khá là giống với cái chiếc League of Legends đến từ AOC luôn. Và có vẻ như là hai màn này đồng thời đều sử dụng tấm nền đấy, bởi vì mình thấy là cái thông số về màu sắc các thứ kiểu đây anh em nhìn này khá là giống với cả chiếc màn hình đấy. Và mình nói là giống ấy cũng không nói là xấu đâu nhá, cái giống đấy là giống tốt, bởi vì hai tấm nền này là một tấm nền cực kỳ là tốt luôn. Độ tròn mềm ổn này, độ phủ màu ok này, tần số quét tốt này, bóng mờ thấp này. Đây, để mình cho anh em xem nhá. Trong cái menu anh em bấm vắt này là nó sẽ có một cái menu đặc biệt luôn, nhìn trông riêng luôn. Và anh em có thể vào game setting, chúng ta sẽ có game mode này, shadow control, game color này và AMD FreeSync. Em màn này thì có đó chính là FreeSync AMD FreeSync Premium với cả G-Sync compatible. Cho nên là mình cắm DisplayPort nó phát bật được luôn. Này, anh em có thể xem này. Đây, G-Sync này, setup G-Sync có luôn này. Đấy, enable G-Sync các kiểu đầy đủ này và mình có thể chỉnh. Và cái tần số quét của mình đang ở trong 170Hz luôn, không có một cái vấn đề gì hết. Và ở trong đây thì mình đang có chưa bật overdrive. Bây giờ cùng thử test xem overdrive như nào là ngon nhá. Đây, bật đấy, rồi, ok. Thì nếu mà bình thường đúng không, thì mình sẽ thấy là ok, khá là ok, chắc có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ xem chế độ overdrive là ngon nhất nào. Nếu mà strong thì có một chút bóng mờ đằng sau ở những cái con UFO này, nhưng mình nếu mà để xuống medium thì gần như là không còn bóng mờ luôn. Và nhìn trông cực kỳ là đẹp anh em ạ. Cái con số nhờ cái overdrive thì có thể giúp chúng ta giảm được cái độ delay, giảm được cái gọi là các cái latency giữa các frame và giúp cho chúng ta có thể chơi game một cách mượt mà hơn một chút. Setting tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là luminance.
Bây giờ chúng ta sẽ có brightness và mình sẽ chỉnh cho nó thật là sáng qua sổ đây nhá. Đấy, 100% sáng, mình thích chơi 100% bởi vì nó sáng. Chúng ta sẽ có HDR này và color setup nữa, chúng ta có thể chỉnh màu miếng các kiểu luôn. Và mặc định thì em này để được chính là warm. Và warm thì thường là cái màu chuẩn hơn so với cả màu blue. Bởi vì khi mà anh em bật blue lên ấy, nó có thể nhìn trông đẹp hơn trong mắt anh em, nhưng mà nó là sai màu so với cả những thứ ngoài đời thật. Cho nên là mình nghĩ rằng anh em để warm là chuẩn rồi. Sau đấy chúng ta sẽ có audio này. Em này có loa anh em nhá. Mình không biết vì sao nhưng mà loa em này cực kỳ là to luôn. Mình vừa test chơi game ấy, tiếng rầm ràm khắp nơi luôn, trái phải luôn. Nhưng mà nó sẽ hoạt động tốt nhất nếu mà anh em sử dụng với một chiếc màn hình nếu anh em sử dụng với một cái màn hình để đằng sau, tức là đằng sau nó là một cái tường này, thì cái tiếng nó có thể phản vào tường và đập lại vào tai anh em. Chứ nếu mà anh em ngồi trong một cái phòng kho ấy, thì mình đảm bảo với anh em rằng là cái tiếng này khó lòng mà có thể đạt tới được tai của anh em đâu. Em này thì còn có những cái tính năng rất là cheating hiểu không, nhưng mà đợi tí thì nó sẽ đến. Và bên cạnh đó, đam mê cạnh cái loa đó chính là cái light effects, tức là em này sẽ còn có đèn RGB ở bên cái viền loa nữa, nhìn chung cực kỳ là đẹp luôn. Và chúng ta có rất nhiều các setting để chọn này, breathing này, ok, chỉnh điện, chẳng vấn đề, motion này, zoom này, discolor, waterway, flash, demo, audio, static, rất nhiều thứ linh tinh. Nhưng mà chúng ta ai cũng sẽ dùng đó chính là wave hay là cái gì thôi, chẳng vấn đề gì đâu. Đó. Và sẽ có extra một số thứ linh tinh nữa là từ input select này, chúng ta sẽ có DC, DCI này, reset này, và mình chưa cần phải reset. Và cuối cùng là OSD, OSD chẳng có gì cả. Time out này, display port capacity này, xong rồi transparency. Chỉ có thế thôi. Ngoài ra thì sẽ có một số thứ linh tinh khác bao gồm có xe cheat này. À, chúng ta có thể chỉnh có xe này. À, chúng ta sẽ có một cái tâm hồng tâm ở đây để chúng ta chơi ốp này. Bấm đẩy lên thì sẽ có chọn display này, sẽ có được chọn game mode này, thấy chưa? FPS phát xanh lè màn hình luôn này. Và cuối cùng là được chỉnh sang bên tay phải thì sẽ được lựa chọn ngay RGB. Đấy, rất là dễ, rất là đơn giản. Và nếu mà nói về cái trải nghiệm sử dụng trên em này ấy, thì mình vừa chơi một vài tựa game, mình có thể thấy rằng em này rất hợp lý để anh em chơi game, đặc biệt là những tựa game AAA. Bởi vì ở độ phân giải 2K, tần số quét 170Hz ấy, thì những tựa game AAA của anh em chơi thì cực kỳ là mượt mà luôn. Anh có thể đánh liên minh này hoặc chơi đua xe này, thì em màn hình này có thể đáp ứng được cái nhu cầu của anh em. Nếu mà để nói về đây là một chiếc màn hình đồ họa ấy, thì mình chưa đánh giá quá cao về khả năng của nó. Cái độ đều của các mảng chưa hẳn là quá chuẩn, nhưng mà nó vẫn đem lại cho anh em một cái trải nghiệm thoải mái khi mà sử dụng với tác vụ đồ họa một cách cơ bản. Không thể nào nói một chiếc màn hình 10 triệu là một chiếc màn hình siêu đồ họa được, đúng không anh em? Với mức giá của nó ấy, thì mình đánh giá cao. Thực sự nó cao hơn một chút so với tầm trung của 2K 144, 165, 180Hz bây giờ. Nhưng nó có một cái thiết kế đặc biệt, nó có những đặc điểm riêng và nó có một cái chân đế cực kỳ là cứng cáp luôn. Nếu anh hứng thú ấy, thì anh có thể mua một chiếc màn hình của Porsche như này. Hoặc nếu anh em không quá hứng thú vào Porsche thì anh có thể mua chiếc màn hình của League of Legends. Em này thì cũng cực kỳ là xịn luôn, cũng là kết nối của AOC Argon anh em ạ. Và đấy, mình sẽ để ở dưới đường link một số cái sản phẩm liên quan tới em Porsche Design này nhá. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này. Hy vọng lại anh em tại video sau nha.